Luân Thuyền Thao. Đây là một trong những trận đấu sớm nhất của vòng thi. Một trong những đội bóng đang cầm đèn đỏ phía dưới của bảng xếp hạng là câu lạc bộ Luân Thuyền Thao. 2,5 phút thang, chờ anh Kèo đánh chào hậu nhá. Ở trong hiệp 1 của trận đấu này, Luân Thuyền Thao là đội Doku ở Hà Lan, tỷ số là 1-0. Bàn thắng đến ở ngay những phút thi đấu đầu tiên dành cho cao thủ Manchester City. Quá Afi Doughty. Thậm chí lúc này Afi Doughty chưa được. Trong quá thời gian gần đây thì Man City họ cũng đang chơi tấn công rất thăng hoa. Đội tuần theo thì họ vừa mới tạo ra một Arthausen. Chưa được. Để chúng ta có thể theo dõi nha anh em ơi. Tuần theo Zivadion giữ điểm rất nguy hiểm. Một cú sút mà khiến cho chúng ta nhớ lại tại bàn thắng đã ghi vào lưới của Real Madrid ở trong trận tứ kết vừa qua. Doku Alvarez. Kevin De Bruyne chưa được. Một cơ hội dứt điểm đặt lòng dành cho cầu thủ người Bỉ, nhưng đội trưởng của Man City đã dứt điểm đưa bóng lên khán đài. Tại đó chính là cầu thủ có cái tên dài nhất ở ngoài Anh. Nếu như đầu đọc đầy đủ cái tên của Elias Adebayo thì sẽ mất đâu đó là khoảng 15 giây. Rất dài. Chưa được. Sean Bailey tái cho rất trâu trai cơ hội quá đáng tiếc dành cho Man City vừa rồi không được. Townsend chưa được. Rất nguy hiểm, đó lại là pha bóng lỡ của đội chủ nhà. Bóng đã chạm chân của Linh Hà Lan và đi ra ngoài. Rất quý Matheus Nunes. Sẽ là quả đá. Đánh đâu. Đó là phải đầu ra ngoài của Guardiol. Quá đáng tiếc dành cho Man City. Cơ hội dành cho Man City giữ điểm. Afi Doughty. Erling Haaland Doku. Không được. Kevin De Bruyne. Lại là cú dứt điểm của Alan. Ruben Dias. Chưa được. Đó là cú dứt điểm vào của Nunes. Nhưng không ai bằng vào dứt điểm Doku. Giờ đây Matheus Nunes dứt điểm không vào. Đó là cú dứt điểm trúng cột dọc của Matheus Nunes và bóng đã đi ra ngoài. Đỏ. Họ vẫn đang trên đường tìm kiếm cú dứt điểm đầu tiên trong trận đấu này. Phạt góc. Không được. Và trong vào quá. 1,75 nha. Bali. Chưa được. Còn Kovacic dứt điểm. Quá đáng tiếc cho pháo vừa. Cũng sẽ chia sẻ xuôi lạc rất trong xe đến với bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị. Đưa bóng vào. Có quá. Đi Edin Ba. Đã có tiếng phạm lỗi của Kevin. Phạt gặp. Còn Kevin De Bruyne. Chưa được. Nunes xử lý bóng hơi rườm ra. Akazi. Giờ đây Alaudet đưa bóng vào. Vẫn không có được cú dứt điểm cho cao thủ áo xanh. Matheus Nunes đưa bóng vào. Lewis. Alvarez. Trong hiệp 1. Ngoài ra thì họ cũng đã tung ra tới 19 cú. Thì nhưng đó lại là một cú trượt chân quá vô duyên của Matheus Nunes. Rất khó tin. Còn trượt chân của cầu thủ Argentina Kevin De Bruyne. Giờ đây dứt điểm. Đó là cú dứt điểm dành. Và đó là Tahith Chong. Tốc độ của Tahith Chong.
Alvarez. Đó là cú sút quá nhẹ của Leon. Kevin De Bruyne chưa đường. Trận này thì mình chưa có rung rổ gì hiệp hai anh em ơi. Vẫn chưa thể dứt điểm. Sau đó là tuồng dứt điểm ra ngoài của Ruben Dias. Quá đáng tiếc dành cho Man City. Họ mới chỉ mang lại những tiếng kịp. Giờ này Alvarez dứt điểm. Bóng vẫn bay ra ngoài cho tuồng dứt điểm vừa rồi của Manchester City. Lần này cơ hội được trao cho. Đưa bóng vào, chưa được. Thì có Lewis, Kovacic dứt điểm. Bóng vẫn bay ra ngoài. Tỷ số là 2-0. Lần này đó là siêu phẩm của Mateo Kovacic. Và tiểu ứng ngả người bắt vô lê rất đẹp mắt của đội tuyển thao thì đang tỏ ra. Còn và đó là Dinma. Dinma cơ hội. Cú dứt điểm trú xa ngang của Jordan Clark. Một cơ hội hiếm hoi trong trận đấu này dành cho đội tuyển. Là những chỉ số mà chúng ta đang thấy hoàn toàn sự vượt trội của đội chủ sân Etihad. Giờ đây chưa đường. Cú dứt điểm ở một trong tư thế bị đeo bám của Rico Lewis. Được chuyền rất hay của đội trưởng Kevin De Bruyne. Gurrow bứt tốc của Jeremy Doku. Thêm biểu quý vị khán giả hãy truy cập vào lưu lại website đó là bóng đá info. Ederson. Doku chưa được. Đó là Kevin De Bruyne không được. Khá trâu trải dành cho Doku. Doku ngã rồi và đó là penalty. Khi mà thế trận đang bế tắc thì cao thủ Masi có Haaland, Erling Haaland. Đó là cú dứt điểm chính xác của Erling Haaland. Không có một sai lầm nào xảy ra. Tỷ số đã lên là 3-0 dành cho đội chủ nhà. Epazu sút ở góc quá hẹp. Tài Trang và qua người của Tài Trang. Quả đá phạt cho lưới tuyển thao rồi của rất nguy hiểm cơ hội dành cho lưới tuyển thao rồi ba lên. Đó là tiếng mắc sai lầm của cầu thủ Manchester City ở phần sân nhà và đá phải được chuyển vào của Doku. Không ai bằng sở trường của Jeremy Doku. Doku dành cho Manchester City. Jeremy Doku. Cuối cùng thì Doku cũng đã có cho mình. Anh em ơi. Hiệp 2 cũng không. Doku. Guardian dứt điểm. Lại là siêu phẩm dứt điểm của Guardian. Hai trận đấu liên tiếp của Guardian ở Cúp C1 và bây giờ là tại sân nhà Etihad. Cú dứt điểm rất tín của hậu vệ người Croatia.